luyện viên đội tuyển U23 Myanmar dẫn dắt đội Thanh Hóa thay bố già Petrovic. Sau khi chia tay bố già Petrovic vì lý do sức khỏe, câu lạc bộ Thanh Hóa đã chiêu mộ thành công huấn luyện viên Veliya Popov, cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển U23 Myanmar. Ngày 3 tháng 12, thông tin từ câu lạc bộ Thanh Hóa cho biết, huấn luyện viên Veliya Popov và câu lạc bộ Thanh Hóa đã đạt được thỏa thuận hợp đồng 2 năm kể từ tháng 12 năm 2022. Huấn luyện viên Veliya Popov không còn xa lạ với người hâm mộ Việt Nam, bởi ông từng là huấn luyện viên trưởng của đội tuyển U23 Myanmar. Thành tích tốt nhất của huấn luyện viên Veliya Popov trong thời gian ở Myanmar là giúp đội tuyển U23 Myanmar giành huy chương đồng SEA Games 30, tổ chức năm 2019. Còn tại SEA Games 31, tổ chức năm 2022, mới đây tại Việt Nam. Đội tuyển U23 Myanmar do huấn luyện viên Veliya Popov dẫn dắt đã không vượt qua vòng bảng. Sự kiện ông Veliya Popov về dẫn dắt đội Thanh Hóa, được nhiều người hâm mộ kỳ vọng đội bóng sẽ được nâng lên tầm cao mới, cải thiện thứ hạng, sau khi huấn luyện viên Petrovic buộc phải nghỉ vì lý do sức khỏe. Việc đội bóng xứ Thanh ký hợp đồng với huấn luyện viên Veliya Popov cũng là sự kiện bất ngờ với nhiều người, không chỉ bởi sự nổi tiếng của vị huấn luyện viên này, mà trước đó nhiều người hâm mộ nghĩ rằng trợ lý Svetislav Tanasevic sẽ được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng, vì ở giai đoạn cuối mùa giải ông dẫn dắt đều đạt kết quả tốt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.